Trung Quốc cổ đại xưa kia được chia làm nhiều nước, chính Tần Thủy Hoàng là người đã thống nhất thiên hạ thành một cõi dưới trướng của mình. Mặc dù thật sự là một hoàng đế tài ba nhưng ông ta là một người vô cùng nhẫn tâm và ác độc. Tần Thủy Hoàng sẵn sàng trừng trị những kẻ làm trái ý mình vì hoàn thành mong muốn xây vạn lý trường thành. Ông bắt hàng ngàn người dân đủ mọi tầng lớp bán mạng để ngày đêm xây dựng. Họ cho dù mệt mỏi cách mấy cũng không được dừng lại. Người chết lớp lớp được chôn ngay dưới chân tường thành chính là điều man dợ và nhẫn tâm nhất. Lúc bấy giờ Tần Thủy Hoàng còn có khả năng điều khiển ngũ hành, ông ta muốn mình bất tử nên sai tướng quân Quách Minh đi tìm người đàn bà Tiên Tử Viên. Một người phụ nữ thông thái có thể giúp ông thực hiện ước muốn chống lại tử thần, cô ta ngày đêm miệt mài trau dồi kinh sách để tìm giúp hoàng đế cách trường sinh bất tử. Và cũng chính trong lúc đó cô và Quách tướng quân đã phải lòng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy và trong lúc họ mây mưa với nhau, một công công đã lén nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên hắn ta sẽ mang chuyện ấy tâu lên hoàng đế. Nhưng con người gian trá xảo quyệt như Tần Thủy Hoàng không vội vàng lộ mặt vì sợ hỏng kế hoạch. Hắn vẫn ân cần ngọt ngào với Từ Viên và mong muốn cô ấy sẽ trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên Từ Viên đã lừa hoàng đế bằng cách đọc một quyển sách nguyền rủa bằng tiếng Phạm và nói đó là thần chú trường sinh bất tử, mà hoàng đế vì trốn học đi nướng khoai nhiều nên cũng không hiểu tiếng ngoại ngữ. Còn cảm thấy lâng lâng khó tả như thần chú đã hiệu nghiệm, ta bây giờ là bất tử a hi hi, đạt được mục đích Tần Thủy Hoàng đã dùng Quách tướng quân làm con tin uy hiếp Từ Viên đồng ý làm hoàng hậu. Nhưng cô rõ biết hắn ta sẽ không giữ lời hứa, bị lộ bộ mặt thật nên ông đã ban lệnh ngũ mã phanh thây Quách tướng quân, còn Tử Viên lúc ấy cũng bị ông đâm cho một nhát. Không lâu sau thì lời nguyền đã linh nghiệm, toàn thân ông ta chảy ra thành đất sét và bị lửa thiêu đốt biến thành đất nung, kế đến đoàn quân của ông cũng phải chịu cảnh tượng tương tự. Trở về hiện tại lúc này là năm 1946, Alex con trai của Rick và Evelyn đã trưởng thành và cũng là một kẻ có máu phiêu lưu mạo hiểm giống y như cha mẹ của cậu. Alex cùng tiến sĩ Winston tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Bên trong là những cạm bẫy nguy hiểm được cài đặt sẵn, chỉ cần sai một ly là đi luôn một kiếp người. Có người vô tình dẫm chúng và lập tức bị nhiễm độc, cơ thể bị ăn mòn trong đau đớn đến nỗi biến dạng, kế đến hàng vạn mũi tên liên tục bắn ra. Ai xui chúng chết dáng chịu. Sau khi Alex và Winston sống sót, họ cố gắng xoay chiếc la bàn phong thủy ngay chính điện. Bất ngờ mặt đất sụp xuống và tách ra làm hai, Alex cũng vì vậy mà rơi xuống dưới một căn hầm chất đầy đầu lâu xương sầu. Tuy nhiên cậu không hề sợ mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng đã tìm thấy xác của vua Tần Thủy Hoàng dưới hình dạng đất nung. Anh cố trao đổi với Winston nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Bất ngờ anh bị một tên sát thủ áo đen tấn công. Trong lúc giằng co anh đã kịp tháo mặt nạ của hắn xuống. Đó là một cô gái người Trung Hoa. Ngay khi cạm bẫy phía trên đang dần sụp xuống đè chết hai người, anh đã kịp lấy một chiếc lư đồng ngăn lại sau đó vùng vẫy thoát ra. Ông Winston cũng đến kịp lúc nổ súng bắn về phía nữ sát thủ. Hai đánh một không chột cũng què thế nên cô ta chọn 36 cây chạy là thượng sách. Sau đó, Alex và Winston cũng đưa những bức tượng đất nung về Thượng Hải, đặc biệt là bức tượng sông mã của Tần Thủy Hoàng. Trong lúc này, tại London, bố mẹ của Alex gặp gỡ một người đàn ông làm việc tại viện bảo tàng. Ông ta như cặp đôi giúp vận chuyển con mắt sang Zila đến Thượng Hải. Mà theo truyền thuyết, con mắt này có chứa nước được lấy từ hồ Trường Sinh. Nghĩ đến việc Jonathan cũng đang làm ông chủ tại một hộp đêm ở Thượng Hải, nên cả hai vợ chồng đều vui mừng đồng ý nhận nhiệm vụ bí mật lần này. Đêm Tết Nguyên đán tại Thượng Hải, hộp đêm của Jonathan đông nghịt người. Những cô nàng vũ nữ thoát y không ngừng nhảy múa, Alex cũng có mặt ở đó và bị một cô gái bí ẩn vô cùng xinh đẹp làm cho điên đảo thần trí. Nhưng Jonathan đã kịp thức tỉnh cháu trai của mình, đáng ra giờ này Alex phải ở ký túc xá trường đại học, nhưng cậu lại đam mê nghiệp thám hiểm đến mức thường xuyên cúp cua. Jonathan cảnh báo rằng bố mẹ cậu sẽ điên lên khi biết được sự thật. Nhưng Alex vẫn rất gan lì, cậu cứ lo xa bố mẹ con làm sao biết được chứ. Nhưng vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Cả Rick và Evelyn đến hộp đêm khiến Jonathan sợ đến xanh mặt. Còn Alex thì giành gái với một ông lão và bị đánh văng ra ngoài. Lúc đó Rick đã kịp nhận ra thằng con trời đánh của mình. Anh định đến tần thằng con một trận nào ngờ có người đàn ông khác cũng muốn ra tay với con trai anh. Rick dùng tay chặn nắm đấm của lão ta lại, nhìn lâu một chút lại thấy hơi quen quen. Hóa ra ông ta là đồng đội cũ của Rick thời còn đầu quân đi lính. Cả hai tay bắt mặt mừng rồi xóa bỏ mọi hiểu lầm. Rick cùng vợ đến khuyên Alex nên trở lại trường học. Nhưng thái độ của nó rất xa lạ và giữ khoảng cách với hai người, bố mẹ nghĩ việc đó sẽ tốt cho con sao. Evelyn hạ giọng để cả nhà cùng ngồi xuống thảo luận, nhưng Alex lạnh lùng nói chúng ta từ lâu đã chẳng còn là gia đình rồi một mạch bỏ đi, thằng con độc đinh bây giờ lại trở nên ngỗ ngược như vậy. Khiến Evelyn vô cùng đau buồn và đổ mọi trách nhiệm lên đầu Rick, là tại anh sao, tại anh chứ tại em đã bao che chiều chuộng nó đó. Thôi không phải tại anh cũng không phải tại em mà lỗi tại ông trời được chưa? Cảm thấy hợp lý cả hai làm hòa với quyết định hợp tác cùng nhau dạy dỗ lại đứa con này. Ông trời chắc cũng đang rủa hai đứa này lắm, con bây hư mắc gì tại tao đồ quỷ yêu gì không. Tại một diễn biến khác, nữ sát thủ quay về Trung Quốc và báo cáo với cấp trên của cô ta là Dương tướng quân, con mắt Sangzilla đang trên đường đến Thượng Hải.
Hắn ta vô cùng hài lòng với kết quả này, nhanh chóng tập hợp quân lính chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp diễn ra. Tối nay hắn sẽ hồi sinh Tần Thủy Hoàng để lập lại trật tự thế giới. Trùng hợp là đêm đó Rick cùng vợ con cũng đến viện bảo tàng Thượng Hải. Alex hãnh diện khoe chiến tích với bố mẹ. Rick cũng đồng cảm và hết lời khen ngợi con trai mình thay vì nghiêm khắc và sắp đặt cuộc đời cậu như mọi khi. Điều đó khiến Alex cảm thấy dễ thở hơn khi giao tiếp cùng họ. Mối quan hệ giữa Alex và bố mẹ cũng dần trở nên hòa thuận. Trong lúc thằng con đi vắng, họ phát hiện ra có một người lạ mặt đột nhập vào đây. Bố mẹ cầu trong căn phòng chứa pho tượng song mã và gặp lại tiến sĩ Wilson, sau đó trao con mắt Sangila lại cho ông ta. Tuy nhiên, khác với những gì gia đình họ biết về tiến sĩ Wilson, ông ta là một người có dạ tâm và hợp tác với gã tướng quân Dương của quân đội Trung Quốc với ý định đánh thức Tần Thủy Hoàng bằng chính con mắt thần này. Chúng lên kế hoạch cướp con mắt và đã thực hiện thành công mục đích của mình. Giờ đây chúng thay phiên nhau bức ép Rick nhằm uy hiếp Evelyn đọc lên câu thần chú trên con mắt Sangila, cần có máu của người sở hữu trái tim trong sáng để mở con mắt này. Mà Evelyn chính là người mà chúng cần tìm, cô bị đè ra trích một giọt máu nhỏ vào đó. Con mắt Sangila lập tức mở ra thành một viên pha lê đẹp lấp lánh. Trước lúc hồi sinh Tần Thủy Hoàng, chúng có ý định giết chết Rick. Nhưng Alex đã kịp thời xuất hiện và giải cứu cho bố mẹ. Tên Dương tướng quân đã làm rơi con mắt thần và khiến nước bên trong tạt vào pho tượng bên ngoài. Lúc đó, cô gái đi cùng Alex tên Tiểu Lâm mới phát hiện ra pho tượng bên trong của quan tài không phải là Tần Thủy Hoàng, mà nó lại được ngụy trang bởi một tên thái giám. Cũng vào khoảnh khắc ấy, pho tượng đang cưỡi song mã dần dần nứt ra, cặp song mã cũng lấy lại được sắc khí của nó. Đây chính là thời khắc Tần Thủy Hoàng hồi sinh. Ông ta đồng ý thu nhận cho Dương tướng quân theo phục vụ mình và giết chết tiến sĩ Wilson. Gia đình Rick cùng Tiểu Lâm cố gắng đuổi theo cỗ xe ngựa bằng đất nung của Tần Thủy Hoàng. Nhằm tiêu diệt ông ta trước khi mọi thứ quá muộn, Evelyn mượn tạm chiếc xe chở pháo hoa của người đi đường, sau đó cầm lái đua với cỗ xe ngựa của ông vua. Rick nảy ra ý tưởng bắn pháo hoa về phía ông ta, tuy nhiên ông vua đã dùng thân mình chống đỡ, như được mặc giáp phản đòn khiến quả pháo bật ra ngoài nổ tung cả một đoạn đường. Trong khi đối thủ thì chưa thể hạ gục, còn Jonathan bị bắt lửa cháy xém cả mông. Khi những người lớn trên xe tải đang tấu hài thì bọn thanh niên đang bám dưới gầm cỗ xe ngựa của ông vua, cố gắng tháo khớp nối giữa cỗ xe ra khỏi những chú ngựa. Nhưng kế hoạch của họ lại bất thành, vì đuổi kịp Tần Thủy Hoang mà Evelyn đã phải rẽ sang đi đường tắt bằng cách đâm xe vào bức tường, và quả nhiên họ đã chạy chắn trước đầu xe của ông ta. Nhưng xem ra mọi kế hoạch của họ đều vô tác dụng. Tiểu Lâm khoe rằng cô ấy sở hữu con dao thứ vũ khí duy nhất có thể giết chết Tần Thủy Hoàng. Sau đó cùng với Alex tấn công trực tiếp ông ta và cuối cùng họ lại thất bại. Ông vua tháo chốt ra khỏi đám ngựa kéo xe rồi biến mất, chỉ để lại đống hoang tàn cho gia đình Rick thu dọn. Chỗ này nếu đền bù chắc cũng tốn kha khá. Có thể nói ông này là vị vua phá hoại nhất từ trước đến giờ. Tiểu Lâm tiết lộ rằng Tần Thủy Hoàng sẽ đến hồ nước trường sinh ở Himalaya và ngâm mình xuống đó để trở nên bất tử. Rick và Evelyn đành nhờ ông bạn chó điên Mark White lấy máy bay trở đến Himalaya. Cú hạ cánh không mấy nhẹ nhàng cho lắm. Chiếc máy bay trượt dài trên nền băng tuyết rồi cắm đầu dừng lại cạnh mép ngọn núi. Con bò trên máy bay vì say quá nên cũng đã ói đầy người Jonathan. Họ chạm trán Tần Thủy Hoàng và quân lính của Dương tướng quân trong một ngôi đền cổ. Một trận đấu súng kịch liệt diễn ra. Để giúp đỡ mọi người chống lại đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí, Tiểu Lâm gọi người tuyết đến giúp và giết hết quân lính của tên họ Dương. Đúng là chỉ cần quan hệ rộng thì bạn chỉ việc ngồi một chỗ rung đùi. Dương tướng quân bị người tuyết và cho sấp mặt. Khi nhà vua vừa xuất hiện, Jonathan cũng kịp thời kích hoạt kíp nổ. Chỉ còn chờ đợi sợi dây cháy hết và biến mọi thứ trở nên bùng cháy. Nhưng ông vua lại dùng ma thuật tạo ra vô số những cọc băng nhọn hoắc tấn công về phía Rick. Người tuyết đứng ra định khiêu chiến, ông vua lập tức thi triển chiêu sư tử hống khiến băng nhóm người tuyết đích tay bỏ chạy. Sau đó ông vua leo lên đỉnh tòa tháp và bắt đầu đặt Sangila lên trên. Nó lập tức biến thành một viên kim cương vô cùng quý giá. Lúc này ông nhìn thấy Alex đang dùng lựu đạn để làm cho tuyết lửa liền phóng dao về phía Alex. Tình phụ tử đã khiến Rick dùng thân mình đỡ nhát dao đó thay cho con trai. Kế hoạch của Alex đã thành công. Ngọn núi tuyết phía trước bắt đầu lở. Nó cuốn trôi Tần Thủy Hoàng và Dương tướng quân. Gia đình Rick tạm thời được an toàn do có người tuyết của Tiểu Lâm che chở. Tuy nhiên vết thương của Rick vẫn cần gấp rút chữa trị. Cách duy nhất bây giờ là phải nhanh chóng đến được hồ nước Trường Sinh. Gia đình họ theo chân Tiểu Lâm leo lên đỉnh Himalaya. Trong hang động là hồ nước có thể khiến con người bất tử. Alex nôn nóng chữa trị cho bố nên đã vội chạy vào trong. Bị một người phụ nữ vung kiếm ra định đoạt mạng. Hóa ra bà ta là Tử Viên. Rất nhanh chóng Tiểu Lâm đã ngăn cản mũi kiếm ấy. Cô khóc nức nở và gọi Tử Viên một tiếng mẹ. Hóa ra Tiểu Lâm lại là con gái của Tử Viên và tướng quân Quách Minh. Vết thương của Rick nhanh chóng lành lại sau khi được tưới nước hồ Trường Sinh. Như vậy anh ta cũng đã vượt qua cơn nguy kịch. Mọi người dần làm quen với nhau và Tử Viên bắt đầu giải thích về sự tồn tại của hai mẹ con bà ấy. Tất cả là nhờ uống nước của hồ Trường Sinh mà hai mẹ con Tử Viên đã tồn tại trong suốt 2000 năm qua, vượt qua quy luật sinh lão bệnh tử của người thường.
Bất ngờ một quả cầu lửa bay đến phía hai mẹ con họ. Mặc dù đã kịp né tránh nhưng vụ nổ cũng khiến họ ít nhiều bị tổn thương. Theo sau là Tần Thủy Hoàng và Dương Tướng Quân xuất hiện. Ông ta ngâm mình xuống hồ Trường Sinh nhưng lại biến thành con rồng ba đầu. Hắn ta liên tục phun lửa và cố tình bắt Tiểu Lâm đi. Gia đình Rick tiếp tục nhờ Mark White chó điên lái máy bay trở đến khu vực phía bắc của Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn Tần Thủy Hoàng. Khi đến sa mạc, Tử Viên quyết định đánh đổi sự bất tử của bà và Tiểu Lâm, gọi linh hồn nông dân dưới chân tường thành thức dậy. Họ hợp sức lại cùng chiến đấu với đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng. Ngay lập tức những bộ xương nông dân dưới lòng đất ồ ạt trỗi dậy, mà người dẫn đầu khi ấy chính là tướng quân Quách Minh. Nhóm nông dân đầu lâu xương sẩu rất hăng máu, chạy đến bao vây lấy gia đình Rick. Một tên còn hung hăng vung vũ khí lên, nhưng Rick đã kịp giải thích chúng ta là người cùng một phe, thế nên họ đã bỏ qua gia đình Rick mà lao về phía đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng. Hai bên giao chiến vô cùng khốc liệt, tên bay loạn xạ dính đầy người nhưng họ vẫn không chùn bước, lại còn thể hiện được nghĩa khí lẫn tình đồng chí trong lúc giao chiến. Lỡ làm rơi đầu một đồng đội nên tên còn lại buông hẳn vũ khí ra, nhặt hộ hắn ta cái đầu gắn lên lại vào cơ thể. Những người này chưa được huấn luyện hay đào tạo qua bất kỳ trường lớp võ thuật nào, càng không có kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng vì hai chữ tự do mà họ đã liều mạng đến từng khúc xương, cho dù chỉ còn lại một cộng ba xương cũng quyết liều chết không đầu hàng. Cả gia đình của Rick cũng tham gia vào trận chiến này. Jonathan phối hợp với ông chó điên lái máy bay đến nã súng từ trên cao, bên dưới đội quân đất nung chết như ngã dạ, còn Tử Viên đích thân đấu kiếm với Tần Thủy Hoàng. Do không còn sự bất tử nữa nên bà đã bị hắn đâm trọng thương, xem ra lịch sử một lần nữa lặp lại. Nhưng khác ở chỗ trước khi chết bà đã giao lại cho Rick và Evelyn con dao phép thuật, thứ vũ khí duy nhất dùng để kết liễu Tần Thủy Hoàng. Trong khi hai vợ chồng họ đang cố chạy đến tòa tháp, Alex đã sớm vào trong và ngăn chặn Tần Thủy Hoàng kích hoạt ngũ hành trận. Chính anh đã đào ông ta lên, vậy thì giờ đây anh sẽ là người tiễn hắn về lại huyệt mộ. Không ngờ ông vua chỉ vung tay một cái là biến ra thành một con lân sư rồng khổng lồ. Phép thuật này còn hơn 72 phép biến hóa thần thông của anh ngộ khỉ. Trong lúc hắn đang tấn công Alex thì bị Rick dùng con dao phép thuật đâm vào người. Tần Thủy Hoàng mất hết phép thuật và lập tức biến lại hình dạng ban đầu. Trong khi đó, Evelyn cùng Tiểu Lâm bị Dương Tướng Quân chặn đường. Hai bên chiến đấu đến khi hắn ta rơi vào bánh răng khổng lồ. Nữ sát thủ đã liều mạng cứu ông ấy ra nhưng không kịp. Kết quả cả hai đều bị nghiền nát như tương. Phía bên này vì vết thương không đủ chí mạng nên Tần Thủy Hoàng chỉ trở thành người phàm. Hắn ta tiếp tục màn đấu tay đôi với Rick. Đánh đấm chán chê thì Alex âm thầm tấn công từ sau khiến hắn mất cảnh giác. Từ đó Rick dùng con dao một lần nữa đâm xuyên vào tim hắn ta. Lần này thì hết đường thoát nhé con trai, ngay khi Tần Thủy Hoàng bị thiêu cháy và vỡ vụn tan thành mây khói. Đội quân đất nung của ông ta cũng tan biến. Linh hồn của Quách Minh tướng quân cùng đội quân nông dân cầm quốc sẻng hô hào ăn mừng chiến thắng. Sau đó tất cả họ đều siêu thoát tan thành cát bụi. Cuối phim, gia đình của Rick quay về Thượng Hải. Tình yêu của Tiểu Lâm và Alex được cả gia đình vui vẻ chấp nhận. Về phần Jonathan, sau vụ việc này ông giao lại quán ba Imhotep cho ông chó điên Mark White. Và rời Trung Quốc đến Peru để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi mình. Chung quy lại thì đàn ông sống là để tranh giành cái lò nướng khoai. Khi chết cũng bởi bị cái lò nướng khoai hại, vậy nên việc tìm cho mình một cái lò ưng ý thật sự gian nan, ngay đến cả Tần Thủy Hoàng còn phải chầy ra chóc vậy. Dù có đổ máu chết đi sống lại cũng không thoát khỏi số phận an bài. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.